tử cung của người nữ có 3 công dụng. 1. Là nơi ngủ của tánh Phật. 2. Là để tánh Phật quên hết những gì mà tánh Phật thấy, nghe, nói và biết. 3. Là nơi nuôi dưỡng tình nam và noãn nữ thành là một thai nhi để sau này thành là một con người. Khi tánh Phật vào tử cung của người nữ ngủ, tánh Phật được ẩn vào trong trung tâm não bộ của thai nhi và hòa lẫn vào da thịt của thai nhi để làm sự sống. Khi thai nhi đúng 9 tháng 10 ngày, theo quy luật luân hồi là nó phải ra ngoài tử cung của người nữ để thành là một đứa trẻ. Đứa trẻ này khi qua cửa hẹp của người phụ nữ, nó bị ép lại, làm chấn động tánh Phật. Tức khắc, tánh Phật tự động la lên, làm thấy, nghe, biết cũng thức dậy luôn. Plasma này có hai loại công dụng. Một, loại nhiệt để chế tạo vật chất khuếch đại nóng, sử dụng trong các ngành dân dụng, trong đó có ngành truyền hình và bơm quang tử, vân vân. Hai, loại lạnh để chế tạo vật chất khuếch đại lạnh, sử dụng trong các ngành dân dụng, trong đó có ngành y khoa. Cháu cũng nên biết, nhờ plasma này mà người ta chế tạo ra vỏ UFO, tức vỏ vật thể bay. Vỏ vật thể bay này xuyên qua tầng khí lạnh và tầng khí nóng của bầu khí lạnh và bầu khí nóng của trái đất, bay đến các hành tinh khác trong bầu hoàng đạo 1 của hệ mặt trời. Cũng nhờ hạt dung nạp plasma này, người ta chế tạo ra bom quang tử, tánh con người bao trùm thân người, và trung tâm não bộ là nơi tánh Phật ngự. Khi thân người chết, tánh người co lại thành trung ấm thân. Trung ấm thân này thay thế cho thân tứ đại, vẫn thấy, nghe, nói, biết. Nếu thấy, nghe, nói, biết mà không phát ra, thì trung ấm thân giống như vô tri vậy. Ban thần thánh tiên dạy đường về Phật giới, trung ấm thân không nghe được. Khi xuất hành về Phật giới, trung ấm thân di chuyển như không có sự sống vậy. Các vị cô hồn dụ là cái chắc. Lộ trình đường về Phật giới, ai nói gì cũng nghe. Khi mình học cho thông đường về Phật giới, đừng có khởi niệm chấp, thì pháp trần rất sáng, không ai lừa được mình. Còn mình không thuộc đường về Phật giới, thì giống như lứa học sinh đi thi mà không thuộc bài vậy. Đức Phật dạy, ở trái đất này là nơi ngũ thú tạp cư, tức năm loài sống chung, và nhiệm vụ của mỗi loài như sau: công cụ để cho tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức để mang về Phật giới. 1. Sự thật loài người. 2. Sự thật loài thần. Quản lý tánh Phật, mượn thân và tánh người, làm việc gì thì thực thi nhân quả đó. 3. Sự thật loài thánh, có nhiệm vụ theo giúp tánh người sống lương thiện, để cho tánh Phật mượn thân mà tánh người sử dụng, không làm chuyện bậy. Ở ngài vị Phật cho công bố công thức, tạo ra công đức, đến học và thực hành, mang công đức trở về Phật giới. 4. Sự thật loài tiên, có nhiệm vụ theo giúp tánh người sống nhàn, để cho tánh Phật mượn thân và tánh người sử dụng, không làm chuyện sai trái, cũng để chờ ngài vị Phật cho công bố công thức, tạo ra công đức, đến học và thực hành, mang công đức trở về Phật giới. Đức Phật dạy, trái đất này gọi là trái đất nhân quả luân hồi, do sự cuốn hút của điện từ âm dương kéo đi theo chu kỳ thành trụ hoại diệt. Vì vậy loài người và muôn loài sống trên trái đất này đều phải sống theo quy luật nhân quả luân hồi của trái đất, không loài nào thoát ra ngoài quy luật này được. Đức Phật biết mới dạy cho loài người, ai muốn thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất và tam giới này thì tìm cách thoát ra. Nếu tin thì làm theo, không tin thì thôi. Đức Phật không bắt buộc ai cũng phải tin theo lời dạy của Ngài về quy luật nhân quả luân hồi này. Đức Phật dạy thực tế và khoa học. Ai có thắc mắc gì cứ hỏi tự do, không trả lời lòng vòng, không nói chuyện linh thiêng, cầu khẩn hay lại ai ở trái đất này. Tử cung của người nữ có 3 công dụng. 1. Là nơi ngủ của tánh Phật. 2. Là để tánh Phật quên hết những gì mà tánh Phật
thấy, nghe, nói và biết. 3. Là nơi nuôi dưỡng tinh nam và noãn nữ, thành là một thai nhi để sau này thành là một con người. Khi tánh Phật vào tử cung của người nữ ngủ, tánh Phật được ẩn vào trong trung tâm não bộ của thai nhi và hòa lẫn vào da thịt của thai nhi để làm sự sống. Khi thai nhi đúng 9 tháng 10 ngày, theo quy luật luân hồi là nó phải ra ngoài tử cung của người nữ để thành là một đứa trẻ. Đứa trẻ này khi qua cửa hẹp của người phụ nữ, nó bị ép lại, làm chấn động tánh Phật. Tức khắc, tánh Phật tự động la lên, làm thấy, nghe, biết cũng thức dậy luôn. Đức Phật dạy: đúng như vậy, trái đất này cứ 10.000 năm sẽ bị bệnh một lần. Như Lai nói cho các ông rõ, cứ 10.000 năm loài người đánh nhau tiêu diệt sự sống trên trái đất này một lần. Loài người, động vật, thực vật bị tiêu diệt sự sống gần hết. Khi loài người, động vật và thực vật dần dần bình phục, lúc đó mới có một vị Phật ra đời để dạy về nhân quả, luân hồi nơi trái đất này. Cũng từ thời điểm này, 3.000 năm sau, trái đất sẽ bị tiêu diệt sự sống nữa. Cứ chu kỳ như thế mà lặp đi lặp lại hoài. Đức Phật dạy: này ông tỳ kheo Phất Trần Thi, trong thế giới này hay trong tam giới này, loài nào cũng có tuổi thọ cả. Như tuổi thọ của con người trung bình là 100 năm, tuổi thọ loài trời dục giới cao nhất là 1.000 năm, tuổi thọ loài trời hữu sắc và tịnh độ cao nhất là 10.000 năm, tuổi thọ loài trời vô sắc cao nhất là 100.000 năm. Còn trái đất này, tuổi thọ 10 tỷ năm. Nhưng 10 tỷ năm của trái đất này, cứ 10.000 năm, nó bị bệnh nặng một lần. Tử cung của người nữ có 3 công dụng. 1. Là nơi ngủ của tánh Phật. 2. Là để tánh Phật quên hết những gì mà tánh Phật thấy, nghe, nói và biết. 3. Là nơi nuôi dưỡng tinh nam và noãn nữ, thành là một thai nhi để sau này thành là một con người. Khi tánh Phật vào tử cung của người nữ ngủ, tánh Phật được ẩn vào trong trung tâm não bộ của thai nhi và hòa lẫn vào da thịt của thai nhi để làm sự sống. Khi thai nhi đúng 9 tháng 10 ngày, theo quy luật luân hồi là nó phải ra ngoài tử cung của người nữ để thành là một đứa trẻ. Đứa trẻ này khi qua cửa hẹp của người phụ nữ, nó bị ép lại, làm chấn động tánh Phật. Tức khắc, tánh Phật tự động la lên, làm thấy, nghe, biết cũng thức dậy luôn. Đức Phật dạy các cõi. Phần 1. Phật giới. Nói không gian trùm khắp không biên giới, gọi là bể tánh thanh tịnh. Trong bể tánh thanh tịnh có các phần như sau. 1. Điện từ quang trùm khắp làm sự sống cho tánh Phật, các vị Phật, cấu tạo vỏ bọc của tánh Phật. 2. Trong Phật giới có hằng hà sa số cái ý. Cái ý này tự nhiên có đầy khắp trong Phật giới. Cái ý này tự nó có 4 phần. Lúc nào cũng thấy gọi là hằng thấy. Lúc nào cũng nghe gọi là hằng nghe. Lúc nào cũng rung động, muốn phát ra tiếng là có tiếng, gọi là hằng pháp. Lúc nào cũng biết, gọi là hằng tri.